Ngày 7 tháng 7, trang Facebook của hãng hàng không Bamboo Airways đã đăng tải câu chuyện đặc biệt về chuyến bay chở trái tim. Theo đó, chuyến bay mang số hiệu QH1201 bay từ Hà Nội về Huế, chở theo 159 hành khách, dự kiến cất cánh lúc 19 giờ 45 phút. Tuy nhiên, khi toàn bộ hành khách đã lên máy bay thì phi hành đoàn thông báo máy bay chưa thể cất cánh vì đang thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt, chờ một trái tim từ Hà Nội về Huế để ghép cho người bị bệnh tim. Trái tim này được lấy từ người hiến tạng chết não ở bệnh viện hữu nghị Việt Đức. Theo lịch trình đã tính toán, trái tim sẽ lên cùng giờ bay để đưa về Huế cho kịp. Tuy nhiên, cuộc phẫu thuật lấy tạng đã lâu hơn dự kiến. Sau khi báo lại cho phi hành đoàn và hãng hàng không Bamboo Airways, hãng bay đã quyết định tạm hoãn việc cất cánh của máy bay QH1201 để đợi trái tim. Sau khi lấy được tim, đoàn bác sĩ của bệnh viện Trung ương Huế đã cấp tốc đi thẳng ra sân bay nội bài để lên máy bay Toàn bộ thời gian của hành trình là hơn 23 phút. Theo hãng hàng không Bamboo Airways, sau khi được thông báo về lý do chuyến bay bị delay, toàn bộ hành khách trên chuyến bay đã vui vẻ chờ đợi. Sau khi trái tim lên máy bay, chuyến bay đã về Huế. Máy bay vừa hạ cánh xuống sân bay Phú Bài, Huế, một chiếc xe cấp cứu đã chờ sẵn để cấp tốc đưa trái tim về bệnh viện Trung ương Huế. Người được ghép tim lần này là anh Jay, 31 tuổi, trú tại Thừa Thiên Huế, mắc bệnh cơ tim giãn suy tim cách đây đã 13 năm anh được điều trị nội khoa tối ưu, nhưng đến nay chức năng tim không cải thiện và chờ đợi cơ hội để được ghép tim. Sau 1 giờ 19 phút phẫu thuật, trái tim đã đập lại trong lồng ngực người nhận. Một ngày sau khi ghép tim, bệnh nhân đã rút nội khí quản, tỉnh táo hoàn toàn, các chỉ số huyết động và sinh hóa ổn định, chức năng tim tốt.